Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Bây giờ buổi chiều ngày hôm nay là ngày 21 tháng 7, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Ni cùng với chị luật sư Tiết Ngọc thì cũng đang là ở bên trong nhà chị Loan nha cô chú. Đó thì buổi chiều ngày hôm nay là chị Ni cũng rất là bức xúc về cái câu chuyện mà cái Facebook của chị Hồng Loan là hiện tại bây giờ là có những cái kẻ gian thì cũng đột nhập vào nha cô chú. Thì chị Loan cũng đã là ẩn cái Facebook của mình đi cho nó an toàn rồi cô chú anh chị. Đó thì mới đây cô chú là anh Linh Tý cũng có là chia sẻ một cái bài viết nói về chị Hồng Loan. Đó hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan cũng nhờ anh Linh Tý là chia sẻ một cái bài viết lên cái trang Facebook của anh Linh Tý để gửi đến cho tất cả mọi người yêu thương chị Loan được biết. Thì cái thời điểm hiện tại bây giờ là nó rất là nóng, cho nên là chị Hồng Loan muốn ẩn cái Facebook đi một thời gian nha cô chú. Thì quay trở lại cái câu chuyện drama của nhà chị Hồng Loan á cô chú anh chị, thì hiện tại bây giờ là chị luật sư nè cùng với chị Ni là cũng đã là vào bên trong cùng với anh Sang thì cũng bàn một số cái công việc sắp tới đây cô chú. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 7 rồi, còn 2 ngày nữa là chính thức sẽ gặp mẹ con của cô cháu gái này tại tòa lần 2 nha cô chú. Thì cái lần này là cái lần cuối cùng là sẽ là dứt điểm luôn cô chú anh chị. Một là bên phía cô cháu gái thắng, còn hai là chị Hồng Loan thắng, chứ không có thể nào mà đỡ là đi tới đi lui nữa nha cô chú. Thì theo như cái thông tin của em được biết cô chú anh chị là hiện tại bây giờ là phía bên kia nó cũng lên tiếng nó nói rằng là cái giấy khai sinh của chị Hồng Loan cô chú là không có hợp lệ, là không có cái bản gốc gì hết cô chú, mà nghĩ nó cũng rất là nịt cười luôn cô chú anh chị. Cái lúc trước là cái ngày 8 tháng 7 trong cái phiên tòa giáp mặt với mẹ con của cô cháu gái cô chú, thì chị Loan và chị Ni cũng đưa ra cái tờ giấy khai sinh đó, mà bên thẩm phán cô chú thì cũng chấp nhận cái tờ giấy khai sinh đó là sự thật. Mà thì chị Hồng Loan cái đợt đầu đó là cũng đã là chiến thắng rồi cô chú, mà tại sao đến cái thời điểm hiện tại bây giờ cô chú anh chị mà mẹ con cám lại lên tiếng nói rằng là sẽ yêu cầu bên tòa án sẽ hủy cái giấy khai sinh của chị Hồng Loan. Ủa ở đâu ra cô chú? Giấy khai sinh của chị Hồng Loan hiện tại bây giờ cô chú anh chị là có tên của cố nghệ sĩ và chị Hồng Loan nha cô chú. Đó chứ đâu phải là không không đâu, mà bên phía mẹ con cô cháu gái này hiện tại bây giờ là gần sắp đến cái ngày ra tòa rồi, là bắt đầu nó bịa chuyện lý do này kia nó đòi hủy. Ở đâu ra mà hủy cô chú? Đó cô chú ơi, thì chị Ni và chị luật sư Tiết Ngọc thì cũng đến nhà chị Hồng Loan là vào bên trong là cũng nửa tiếng đồng hồ rồi cô chú anh chị, là chưa có ra. Thì vừa rồi là em cũng có thấy chị Hồng Loan là rất là tức giận luôn cô chú. Tức giận ở đây là cái Facebook của chị Hồng Loan, đỡ chị Hồng Loan là livestream để giới thiệu những cái mặt hàng để bán cho các cô chú anh chị khán giả yêu thương mua ủng hộ cho chị Hồng Loan, đỡ chị Hồng Loan là có tiền trang trải trong cái cuộc sống của cô chú. Nhưng mà hiện tại bây giờ là có những cái thành phần nó ganh ăn tức ở của chú anh chị, thì nó vào cái nick trang Facebook của chị Hồng Loan nó cố tình luôn cô chú. Đó, nó cố tình đỡ là nó đánh sập cái Facebook của chị Hồng Loan luôn, y như là cái đợt trước chị Bùm Bùm là cũng bị hack cái Facebook của cô chú. Thì cũng hên là chị Bùm Bùm cũng lấy lại được cái trang Facebook chính chủ của chị Bùm Bùm nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ cô chú chị phải nói rằng là gần đến cái ngày ra tòa rồi, thì rất là nóng luôn. Đó vừa rồi á là chị luật sư Tiết Ngọc này cùng với chị Ni á cô chú với anh Sang là đi vào rất là căng thẳng luôn cô chú anh chị. Phải nói rằng cô chú hiện tại bây giờ nếu mà cái những cái thành phần mà không tốt cô chú nó có cái ý đồ xấu, nó muốn đánh sập cái Facebook của chị Hồng Loan á, thì chị Hồng Loan nên á cô chú nên là trình báo với bên cơ quan chức năng, mà bên quản lý mạng cô chú đó là can thiệp vào để tìm ra cái sự thật, chứ đâu phải là những cái thành phần đó nó muốn làm gì nó làm cô chú anh chị. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là những cái người đó là nó làm như vậy là nó có ý đồ cô chú. Tại vì là nó sợ chị Hồng Loan nè sẽ khui ra, sẽ đưa những cái bài viết
lên cái trang Facebook của chị Hồng Loan là nói về những cái nhân vật đó nha cô chú, cho nên là nó ngăn ngừa trước rồi nó muốn là đánh sập luôn, với lại là nó muốn phá luôn cái công việc của chị Hồng Loan là làm ăn luôn cô chú. Thì cái người đó chắc có lẽ là anh chị cũng biết là ai đúng không cô chú. Thì những ngày trước tại sao cái nick của chị Ni cũng bị sập, thì cũng nói về cái nhân vật nào thì nó mới bị sập cho cô chú. Thì theo như em nghĩ hiện tại bây giờ cô chú anh chị là những cái thành phần đó chắc có lẽ là cô chú anh chị cũng được biết. Thì những cái người đó cứ đến hồi trước cô chú đến thắp hương cho cố ngợi sĩ, nói ngon nói ngọt trước bàn thờ, nói dữ lắm, nói rằng là con sẽ báo vợ con gái của ba để lấy lại những cái gì mà ba đã tạo dựng được bấy lâu nay đi lô diễn đó cô chú. Thì hiện tại bây giờ là chưa có lấy lại được gì hết cô chú anh chị đó. Thì bên phía cô Sáu cùng với chị Hồng Loan á là cũng chưa có biết là ai thắng ai thua cô chú, mà ở trong nhà thì hiện tại bây giờ là ganh ăn tức ở là đá nhau liên tục cô chú anh chị đó. Buổi chiều thì phía trước cô chú là cũng có xe cơm cháy của bên công ty nha cô chú. Đã vừa rồi thì cũng đem đến giao cho chị Hồng Loan là rất là nhiều cơm cháy luôn cô chú anh chị. Ở bên trong thì chị Hồng Loan và chị Ni cùng với chị luật sư Tuyết Ngọc nè, rồi có anh Sang nữa nha cô chú, thì cũng đang là bàn những cái công việc quan trọng sắp tới đó là ra tòa, đó là gặp mẹ con của cô cháu gái này tại tòa lần hai đó. Thì em cũng mong rằng là ngày 23 tháng 7 này cô chú anh chị là mẹ con của cô cháu gái này sẽ thua và sẽ đến nhà chị Hồng Loan là dọn hết tất cả những cái đồ đạc mà bỏ tại nhà Hồng Loan nha cô chú. Đó như ở bên cái ban công như cô chú anh chị đó, cái ban công như là những là cái đồ dư bẩn của mẹ con cám không cô chú. Thì sau khi mà giải quyết cái câu chuyện mà ở nhờ mà đòi đồng sơ hở của cô chú, thì đến ngày 27 là chị Hồng Loan và chị Ni cùng với chị luật sư Tiếp Ngọc là cũng sẽ có một cái chuyến đi ra ở ngoài Hà Nội để giáp mặt với cô cháu gái để lấy lại cái bản quyền BH của ba mình nữa nha cô chú. Đó chứ đâu phải đỡ cho cô cháu gái này nó muốn là nó làm gì nó làm đâu cô chú. Ăn nhờ ở kế mới có 2 năm mà đòi chiếm đoạt luôn cái căn nhà của cha người ta đỡ lại ở đâu ra cô chú. Thì hiện tại bây giờ là ở trên cộng đồng mạng cô chú anh chị, những ai mà yêu thương chị Hồng Loan và các con của chị Hồng Loan thì cũng không có đồng ý về cái câu chuyện mà ở nhờ mà đòi là chiếm đoạt nhà rồi đồng sở hữu hết thôi cô chú, không có chuyện đó xảy ra nha cô chú anh chị. Thì em một lần nữa cũng xin chúc chị Hồng Loan là sắp tới đây sẽ giáp mặt với mẹ con của cô cháu gái này sẽ là có cái chiến thắng nha cô chú. Đó để cho mẹ con cám đến dọn đồ thì mấy anh em của tụi em sẽ quay chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan được xem về cái ngày mà mẹ con của cô cháu gái này nó nhục nhã nó đến nhà chị Hồng Loan nó dọn đồ nha cô chú. Dạ bây giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.